Trong tháng chiến này, mọi hoạt động đóng cắt, vận hành lưới, giám sát quá trình hoạt động và thu thập dữ liệu tại trạm biến áp 220 kV Sơn Hà, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi sẽ được điều khiển từ xa, giám sát qua camera. Đây là trạm biến áp đầu tiên của tỉnh được lắp đặt hệ thống điều khiển từ xa, góp phần giảm tải người trực tại các trạm, tiết giảm được chi phí nhân công, song vẫn đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trạm biến áp 220 kV Sơn Hà không người trực tại huyện Sơn Hà do công ty truyền tải điện 2 PTC2 quản lý vận hành và đã tiến hành đóng điện. Dự án có tổng mức đầu tư 395 tỷ đồng. Việc đóng điện đưa vào vận hành trạm biến áp 220 kV Sơn Hà sẽ tiếp nhận và truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi lên hệ thống điện quốc gia, tăng khả năng đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phụ tải phát triển khu vực tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương lân cận. Theo lộ trình trong thời gian tới, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia sẽ tiếp tục đóng điện và đưa vào vận hành 5 trạm biến áp không người trực khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.